Hôm nay sẽ chở các bạn đi làm một cái trò chơi dân gian. Rồi bắt đầu thôi. Nào, cùng sức khoát. Tạm biệt ba ba. Đây là các dụng cụ cần thiết để mà đi. Có dao tầm bức nè. Đây là cây cây cưa. Phía trước các bạn đó là những cái bụi tre, bên phải là cây gừa nè, ở nữa là một cây tre đó, cây tre đó, cây tre đây, đây cây bằng. Ở đây thì trồng cũng rất là có trồng nhiều dừa nè. Phía trước chúng ta đang nhìn thấy là cây một cái cưa cây di động nè các bạn, để xả những cái cây dừa.
cái dàm cái gì đó lớn. Ô nó đậu kỳ quá. Ở phía bên trái là những cây chuối. Chuối ở đây thì là chuối già cui, chuối hộp đang sang. Ở đây thì mình không có thấy chuối lá sim. Đây, chuối lá sim ở đây nè các bạn. Trước mặt đó là một cái cây gọi là để mình nhìn kỹ coi. Còn cũng không như là cây trứng cá thì phải. Cây trứng cá, cây xài. Rồi cây trứng cá tiếp. Cây kia gọi là cây sung nè. Còn tới nơi rồi. Ủa mẹ, ở đâu vậy? Con đâu có thấy cái bụi nào đâu. Dạ. Rồi cập bến rồi. Ok. Sau đây là đi tới nơi nè. Đang quay phim. Người ta chặt mấy cây này làm ống thục coi. Biết làm không? Trời ơi trời, quá dễ. Quan trọng là có cây nào vừa không nè. Vừa cái dài dài, vàng vàng nè. Ở bên kia hay không? Cái này nè, cái này vàng là làm đứng nè. Cái này nè. Ờ, cây đó được đó. Dạ, mà đủ thuộc cổ tét. Với một cây để mà làm cây câu. À đây nè, cây này câu ngon nè. Ngon. Đó. Kẹp kìa. Anh đưa thằng. Kiếm một cái cây già để mà làm ống thục nhé. Nào con. Cái này đi. Cây này á thì cái màu nó vàng thè đó. Làm ống thục im lắm. Đây một cây. Đây. Và một cây làm cái cây để mà tại giờ cũng không có thấy cây nào tốt hơn mà làm ống thục thì cũng được luôn. Thôi không có thì phải bỏ luôn, đông quá. Thôi cũng được, không sao đâu.
được. Cái này tôi thành mình câu cái gu con. Gu bự thì chắc ăn không được đâu. Rồi trên đây nó nhảy. Ok, 4 cây. Ở đây thì có thêm mấy con ngỗng nè bạn. Đây, ngỗng. Đây là đồng ruộng. Thì, lấy nguyên liệu để mà làm cái đồ bắn nè. Phía trên chúng ta là cây bằng nè. Đây, cặt bằng nè các bạn. Bằng mình có giới thiệu mấy cái tập trước nè. Rồi, chúng ta đã thấy rồi, đây là một cái trái mây. Ê, giống không? Đây. Thế. Để non già luôn. Đây. Bé mớ thôi. Ít thôi, đủ là chơi rồi được không? Rồi, ok, như đây chắc đủ rồi. Không nhiều nữa đâu. Rồi, mời các bạn về coi nhé. Đây. Rồi. Các anh đang phơi lúa nè. Phía trước là đồng lúa. Đâu sao nó không quay đi chứ gì? Đây nè các bạn, nó nè, nó đây là con dắt. Ok, thả nó đi rồi. Chắc nè.
Dắt này nó ngửi xíu quá. Nó đang đo à, nó đang kiếm chỗ nó bắt nè. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Sau đây á thì chúng ta đi về nhé. Rồi ok, đã xong rồi. Ok thôi. Thank you.
lớn quá vậy. Nhắm lá cây rồi, nhắm lá cây rồi. Nhắm lá cây này nè. Nhắm lá cây nè. Rồi. Cái gì vậy? Vài lần nữa chắc cái ốc chè này nó hư quá bạn ơi. Nó yếu quá rồi. Chưa? Chơi chơi hả? Chơi không? Không biết chơi đâu chơi. Đây nè, ở đây. Rồi, rồi, không ăn rồi. Giấy vô một đầu. Rồi, lại khử vô nhé. Rồi. Bùm. Lại luôn lại, lại. Nhét giấy vô sắp nè. Sắp bãi rồi, sắp hư rồi. Nhét giấy vô một đầu. Bụp. Chưa. Miếng có một đầu quá hả? Một đầu nè, đây nè, nó còn với miếng giấy nãy nè. Nè, rồi đẩy cái đầu vô. Rồi. Để chừng nào cho nó sát xong đó. Hình như là nó bị nứt. Nó sắp nứt rồi. Nên chúng ta phải cột dây thun nè. Đừng cho nó nứt. Rồi quá trời nhiều vô rồi. Chắc nó hư quá. Thấy chưa? Cho đến nếu mà chơi trái mây á, thì bản xài của che nó chắc hơn nữa. Cái che nó già hơn, con che này thì... Mình bỏ trái mây vô thử coi nó có đi không? Không đâu. Bỏ trái mây vô là cái này nó bị bể rồi. Trái mây nó cứng lắm. Thì bốn chế thông nhiều nhiều vô. Cũng bể. Ha ha ha.
thích chưa? Chơi không? Chơi không? Rồi, ok. Sắp hết rồi. Mất đồ chơi rồi. Bãi cho nó bãi đi. Chơi cá nè. Rồi, tiêu rồi. Ra đây là bỏ cái mây vô chơi nhé. Mây thì chắc hơi khó, tại vì ống kia rất là yếu rồi. Bỏ mây vô sợ nó bãi ra luôn rồi các bạn ơi. Vừa rồi. Cái mày nhỏ quá. Có mày bự rồi. Mày vừa thôi. Nên khả năng là không có thể đổ được. Nhỏ quá. Mày chín rồi, đổ được không? Đúng rồi. Rồi không được rồi. Rồi, tạm biệt các bạn. Mai mốt sẽ có những trò mới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.